Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ một món ăn đó là nui xào tỏi với tôm. Một món ăn rất là đơn giản. Nguyên liệu thì mình có thể tìm ở các chợ Mỹ như là bơ, mình sẽ dùng Imperial loại baking, lá baby spinach. Tôm thì mình có thể lựa chọn những loại tôm mình thích, tôm nhỏ hay tôm lớn. Loại tôm này thì mình đã chia sẻ qua một lần, mình mua ở chợ Safeway. Bán với cái giá là 30 đồng nhưng mình chỉ mua có 15 đồng thôi. Tôm này ăn rất là ngon. Thì mình có thể dùng nhiều hay ít. Nhưng quan thiếu lá basil. Lá này thì cũng giống như lá quế của người Việt Nam mình vậy đó. Nhưng cái mùi vị của nó thơm khác hơn. Còn nói về nui thì mình có thể dùng tất cả loại nui khác nhau. Nhưng hôm nay thì mình sẽ dùng một cái loại nui nhỏ. Thời gian luộc cũng rất là nhanh. Cho nên món ăn này rất là lẹ. Cho gia đình mỗi ngày khác nhau, đối với mấy em nhỏ thì rất là thích. Bây giờ mình bắt đầu qua kia mình luộc nui. Mình sẽ bắt lên một cái chảo hay hoặc cái nồi, mình cho vào đây là 8 cấp nước. Sau đó mình để cho nước thật là sôi, mình cho vào đây là 1/4 muối vô như thế này, mình quậy đều với nhau. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là nui. Mình dùng một nửa hộp. Và bây giờ mình sẽ cho nuôi vào như thế này. Cho vô từ từ. Mình để như vậy rồi mình sắp ngược như thế này. Cho khi nuôi nó luộc đều với nhau. Với công thức này thì mình chỉ dùng nửa gói thôi. Sau khi mình đã cho nuôi vào nước sôi như thế này thì mình quậy qua quậy lại để cho nuôi nó không có dính cục với nhau. Thời gian luộc nuôi thì khoảng 5 phút tới 7 phút, tùy theo mình thích nuôi nở nhiều hay ít. Trong lúc mình đợi nuôi cho chín á, thì mình đã dùng là 10 con tôm. Mình có thể dùng tất cả những loại tôm nào mình thích, mua về rửa sạch, sau đó mình lột vỏ và lấy chỉ đen. Lá basil khi mình mua người ta bán nguyên một bó, mình có thể dùng nguyên bó hoặc nửa bó. Bơ thì mình phải dùng nguyên một viên bởi vì bơ mình cần có nhiều nhưng thật sự nó không có béo lắm. Lá baby spinach là một loại lá ngon hơn cho nên khi mình mua thì mình nên mua loại nhỏ. Tỏi thì mình có thể dùng 2 củ tỏi hoặc nhiều hơn. Mình lột vỏ xong mình bầm ra, đừng có nhuyễn quá. Mình dùng 1 muỗng canh dầu ô liu, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng canh bột hành. Như vậy là món ăn của mình sẽ ngon. Với món ăn ngày hôm nay, mình chia sẻ với các bạn một chút xíu nha về ba loại gia vị mà mình thường hay dùng trong gia đình mỗi khi nấu món ăn. Như là loại Montreal Steak Seasoning nè, rất là ngon. Mình ướp cá, ướp thịt, bất cứ loại cá, loại thịt nào mình ướp cũng ngon cả. Hay nhiều khi nấu những món ăn mình có thể nêm vào. Nói qua cái phần garlic cũng vậy. Thay vì mình dùng tỏi bằm thì mình có thể dùng powder. Onion cũng vậy. Những gia vị này mình đều mua ở Costco. Các bạn mua về thử. Thời gian đợi nuôi chín thì chạy qua nhìn ngắm cây đào của mình đẹp quá. Sau thời gian 5 phút mình đã luộc pin cọng nuôi xong như thế này. Nuôi thì mình luộc tùy theo gia đình. Ăn thử nếu thấy được thì mình tắt lửa vớt ra. Loại nuôi này khi mình luộc xong rồi các bạn không có rửa lại, mình sẽ cho qua một cái rổ như thế này. Như vậy là xong. Sau khi mình đã luộc nuôi để qua một bên thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là một cây bơ. Mình dặn lửa giữa medium và low, đừng dặn lửa cao quá. Và bây giờ mình sẽ trộn lên. Khi mình đã cho bơ vào lửa như thế này thì mình đã quậy cục bơ trong cái chảo thì bây giờ mình cho tỏi vào luôn nha. Đừng có đợi cho bơ nó tan hết mới cho tỏi vào vì mình muốn nấu bơ với tỏi cùng một lúc với nhau. Như thế này thì bây giờ mình sẽ cho lửa lên làm medium. Cho lửa nóng lên một chút. Rồi. Thời gian cho bơ với tỏi nấu chung với nhau, cái màu nó hơi đổi chút xíu thì bắt đầu mình cho những gia vị khác vào. Sau vài phút thì mình thấy bơ với tỏi nó hơi có cái màu thơm lên và hơi vàng vàng.
Cái tỏi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là hết tôm. Mình xào qua xào lại như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây luôn là nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng canh bột hành và 1 phần tư bột Monreal Steak nha. Mình cho hết vào trong này mình trộn. Tôm thì mình cũng không có để cho nó chín quá. Và bây giờ mình cho vô baby spinach. Mình cho khoảng nửa hộp hay nhiều hơn tùy theo mình. Bởi vì khi mình cho vô như vậy á thì cái lá nó sẽ nhỏ lại và nó sẽ không có còn lớn nữa. Sau khi mình đã cho tôm, tỏi, gia vị vào thì mình cho luôn baby spinach vô trộn đều như thế này. Tất cả gia vị chung với tôm. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là hết tất cả mì ý vô luôn nha. Mình cho vô như thế này. Cho hết vô một lúc luôn. Mình trộn đều với nhau. Gia vị thấm vào rất là ngon. Mình trộn đều. Sau khi mình đã trộn đều, mình cho baby spinach vào thì lá nó sẽ như thế này, rất là ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ô liu, mình tưới lên như thế này. Khi mà mình tưới lên rồi là mình phải tắt lửa không có nấu, bởi vì dầu ô liu mình muốn giữ được cái mùi thơm, mình trộn đều hết tất cả vô với nhau. Và bây giờ mình sẽ xé cái lá basil nè, mình xé vô như thế này, mình trộn vô với nhau. Đó, mình rải lên như thế này. Rồi, mình trộn một lần nữa, sau đó là mình lấy ăn được rồi. Các bạn nhớ khi mình đã cho dầu ô liu vào là mình tắt lửa, mình không có muốn nấu nữa. Rồi, mình sẽ nêm lại cọng bún, coi nó vừa ăn chưa. Nếu chưa thì mình cho thêm tí xíu muối vào là được rồi. Món ăn này thì không có mặn. Nhìn quá là hấp dẫn với những con tôm bự như thế này. Như vậy là đã xong một cái món mì xào ý rồi, quá là đơn giản luôn, mùi rất là thơm. Sau khi mình xào rồi đói bụng quá, mình cũng đã ăn thử một miếng rất là ngon và vừa miệng. Vì vậy cho nên trước khi các bạn nêm vào thêm thì phải ăn thử. Thức ăn thì đã dọn ra bàn rồi, nhìn rất là ngon. Chia sẻ mỗi ngày những món ăn đơn giản cho những người mẹ, người vợ đi làm về không biết phải nấu cái gì. Nhưng món ăn này thì rất là đơn sơ nhưng rất là ngon. Để chia sẻ thêm thì mình không cần phải có tôm, mình có thể thay đổi tôm hoài như là gà, heo, bò, nhưng những món đó mình phải nấu kỹ hơn một chút. Nói về nuôi thì ở ngoài chợ bán rất là nhiều loại nuôi, mình có thể thay đổi những loại nuôi dẹp nè, nuôi tròn, nuôi ống. Còn nói về rau thì lá spinach là một loại rau ăn rất là tốt. Tỏi cũng vậy thôi, nếu mình không muốn dùng tỏi nhiều thì cho ít tỏi lại. Mình cũng có thể dùng tỏi bột, hành bột, nấu một món ăn nhanh, gọn và lẹ. Và để ăn được món này ngon hơn thì mình cũng có thể dùng những loại bánh mì tỏi như là hôm nay mình chia sẻ chút xíu về loại bánh mì này nha. Loại bánh mì này thì người ta đã cho cái gia vị vô hết rồi, rất là ngon, một hộp có 2 miếng. Thì mình ăn lấy trong tủ đá ra, cho vào máy air fry 5 phút hoặc là microwave 10 phút thì sẽ chảy bơ ra như thế này. Trong này thì người ta cũng có dùng lá spinach nè, rồi chi nè, bơ, tỏi, ăn rất là ngon. Với ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp được cho các bạn thay đổi món ăn đơn giản, không phải cực. Mến chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn thương yêu nhau, cho nhau nụ cười và đừng quên cho mình một cái subscribe, like và share. Bye bye!